Hello, xin chào các bạn đến với kênh channel của Bo Hàn Cốc. Và đây quay lại với clip của Bo. Thì hôm nay Bo sẽ review cái bộ trang phục và cái gì nào là trang phục gì ta? Trang phục hội gốm sứ. Thì cái trang phục này mấy bạn kiếm cũng dễ. Thì mấy bạn đi lăng mộ, đi tóm lại là đi mấy cái phó bản tím á, sẽ xuất hiện ra một cái thương gia gọi là thương nhân á. Mấy bạn sẽ đi mấy cái phó bản này nè, đi sẽ có cơ hội cái thương gia đó, thì mấy bạn sẽ có tỷ lệ rất là ngẫu nhiên, thì ngẫu nhiên thôi, còn nó sẽ ra được cái mấy bộ nào hên xui thì mình chỉ mua được hai bộ rồi đây. Một bộ của hội về hồn và một bộ của gấm sứ, thì tóm lại là rất còn nhiều lắm, nó nhiều còn nhiều bộ lắm, thì mấy bạn cứ thích sưu tầm thì mấy bạn cứ sưu tầm, thì cứ đi farm một bộ bình quân là 300 gold thì cũng khá tốn tiền. Đây nó đồng phục thiên gian, đồng phục hội thợ kim, hội thợ rèn, hội tinh tinh, hội âm thực, nó còn rất là nhiều, thấy không? Âm thực cũng đẹp lắm, thì mấy bạn cứ ấy đi thì mua. Và hôm nay là mình cũng vừa tích đủ 12 đá đen, một đá thượng hạng với cái gì nữa ta, sẵn lên quả chính luôn, ngọc thiên mệnh và 20 đá trang sức khai sáng. Ngọc thiên mệnh thì cả đống rồi đấy, tưởng là ngọc kia đá vũ khí khai sáng, đá vũ khí khai sáng 20 đây, 7 vậy là mua thì 13. Thì mình mua sẽ mua số 3. 13. Số 3 thì mấy bạn chạy mấy cung đổ nát thì mấy bạn sẽ có thôi. Dễ mà. Rồi. 19. Rồi. Và 16 cái linh hồn vô quả. Linh hồn vô quả của mình đâu? Vậy long thì chắc giờ năng mát thì chưa tính gì cũng. Đây đã lên được và khu ngoại cấp 9 thì nó sẽ giảm tiền bút để coi cái điểm cái bút của dư quả thế nào. Này tấn công 24 điểm và khả năng sát thương tương đương 1000 đến 1800 và tấn công và giải phóng sức mạnh thì đủ 5 điểm và nó thêm sát thương hệ lửa nữa. Đây thì 120 lượt tấn công, 100% tỷ lệ chí mạng, hồi 10 độ năng và gây 1.500 đến 1.800 lượt tấn công, hồi chí năng. Thì để mình coi nó tỷ lệ ra nhanh không. Tính ra là hiệu ứng nó hồi rất nhanh. Nó là có hiệu ứng hồi sao chổi vậy. Quá, nó đã lên sao chổi tiếp. Và lại hồi chiều và rất là nhanh, lên quả chính là mấy bạn sẽ hồi rất nhanh, thì tại vì đã up phiên bản mới rồi thì đã không còn cái hiện thị thông báo là mát ghê hiện tại bây giờ là sẽ là vợi long 6 và lên vợi long thì ngọc hình sơn, hồng hắc phong
Tống Ngọc Hành Sơn 40, và cái hấp chạm mai giới hai ra được nhà và bốn bộ tinh linh, bộ tinh linh rồi gồm như năm cục và xương bạc phán. Thì cái mình sẽ sẵn đây mình sẽ review luôn là cái huy hiệu này nhiều bạn sẽ nó dịch bị sai. Cái tăng mức độ không gian công kích là cái này mấy bạn sẽ hiểu không hiểu là đó là cái gì. Thì bây giờ mình sẽ xài cái huy hiệu của tóc con đi, huy hiệu vô tội. Thì cái ngũ công kích cái quả là bây giờ mình sẽ hiểu sơ thì nó sẽ cân tăng cái hiệu ứng quả long trong 3 giây. Thì mấy bạn biết quả long là gì đó thì vật cá lên nè, quả long nè là hiệu ứng bùng cháy đó, đó gọi hiệu ứng quả long là hiệu ứng bùng cháy đó. Tức là mấy bạn khi sử dụng ngũ liên kích bạn sẽ được hiệu ứng bùng cháy. Bây giờ là mình chưa có hiệu ứng bùng cháy nè, bây giờ mình sử dụng ngũ liên kích nè, mấy bạn thấy không đó, hiệu ứng bùng cháy trong 3 giây. Và cái sắc sảo này nó là liên giảm thì sẽ giảm nội năng tiêu hao lôi người chạm đi 1 điểm. Giảm nội năng tiêu hao của lôi nguyệt chảm, lôi nguyệt chảm thì ra là nó sẽ nó dành cho hệ của hệ sét rồi, không còn hệ lửa. Thì mình đi mình chỉ lấy là mình test cho mấy bạn xem thôi chứ không phải là mình để mua cái này làm gì. Giảm nội năng tiêu thụ, giảm nội năng tiêu hao của lôi nguyệt chảm 1 điểm. Thì vậy là cái huy hiệu vô tội này sẽ dành cho hệ sét BBB. BBB. Còn cái huy hiệu này thì huy hiệu rung động này sẽ dùng cho hệ lửa. Và cái này thì mình sẽ không hợp đâu, thì mình sẽ dùng cái này thôi. Cái này là dành cho BBE. Thì BBB thì này dành cho mấy bạn hệ sét nè, hệ sét thì dùng vô tội. Như vậy là mình sẽ có tổng hợp như sau. Thì mình sẽ có tổng hợp là cái huy hiệu như thế này. Đâu rồi, huy hiệu đó. Huy hiệu tội lỗi nên thì dùng sẽ cho dùng cho hệ quả hệ lửa. Hệ lửa dành cho BBB. Vô tội thì dành cho hệ hệ sét BBB. Hổng thiên thì nhìn mới đọc đây là biết rồi. Tại vì mấy bạn sẽ không hiểu cái này nó bị dịch nó như sao. Đó là cường hóa tăng độ thông thạo của ngũ liên kích trong 12 giây. Cái đó là cái gì mấy bạn đối với đâu? Không gì hết. Thì khi mua rồi thì mình sẽ test thôi, tại vì mình không có cần BB nhiều. BB thì mình sẽ mua cái này. Thì cái này thì dễ rồi, phục hồi kỹ năng thì ví dụ các bạn dùng quả người xong thì các bạn là 4 liền được. Khi đang 4 dùng 3 xong là 4. Tại vì mình làm biết thanh đào quá thì thôi bỏ đi. Rồi, ok. Thì clip của mình đến nay giờ này mà lắc nè, các bạn thấy không? 2 giờ sáng rồi mà vẫn còn binh 140. Thật còn kinh khủng. Rồi, mình chúc các bạn chơi game vui vẻ và cái thông tin của hệ phái kiếm sư của mình sẽ bổ ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi kênh của mình.